Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Mô hình nuôi gà đẻ trứng trong môi trường lạnh khép kín của ông Hà ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đảm bảo vệ sinh thực phẩm bếp ăn bán trú. Phụ nữ xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình tham gia bảo vệ môi trường. Cần xử lý nghiêm nạn bôi bẩn đô thị tại thành phố Hải Dương. Thưa quý vị và các bạn, để giúp nhau phát triển kinh tế, tháng 4 năm 2018, nhiều hộ chăn nuôi gà ở xã Bình Kiều, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo xã Bình Kiều với 7 thành viên. Việc tham gia tổ hợp tác đã góp phần giúp người chăn nuôi tiếp cận được khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập. Hiện tổ hợp tác chăn nuôi khoảng 10.000 con gà Đông Tảo bao gồm gà đẻ và gà thương phẩm, chăn nuôi chuồng khép kín và được vệ sinh thường xuyên, tất cả đều được kiểm soát từ khâu chọn giống chăm sóc đến bảo quản sản phẩm. Với hướng đi đúng, tổ hợp tác chăn nuôi gà Đông Tảo xã Bình Kiều ngày càng phát triển, từ đó góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ thành sản xuất có liên kết với quy mô lớn, nâng cao giá trị sản phẩm, ổn định về đầu ra. Chính vì vậy, trung bình một tháng, tổ hợp tác cung cấp ra thị trường 40.000 con gà giống với giá bán từ 10 đến 30.000 đồng một con, 1 tấn gà thương phẩm với giá từ 90 đến 130.000 đồng một kg, đem lại doanh thu một tháng cho tổ hợp tác đạt từ 300 đến 400 triệu đồng, trừ chi phí trung bình một hộ chăn nuôi thu lãi 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng. Trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt, ảnh hưởng xấu đến sản xuất chăn nuôi, nhiều hộ chăn nuôi đã tự tìm hướng đi mới, khắc phục những biến động bất thường của điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Mô hình nuôi gà đẻ trứng trong môi trường lạnh khép kín của gia đình ông Bùi Thế Hà ở thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là một trong những mô hình có nhiều ưu điểm trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay. Từng tham khảo nhiều mô hình chăn nuôi khác nhau, 2 năm trở lại đây, ông Bùi Thế Hà quyết định áp dụng mô hình chuồng trại lạnh khép kín để nuôi gà đẻ trứng. Qua 2 năm thử nghiệm trên diện tích trên 1.400m2 với tổng đàn thường xuyên khoảng 1 vạn con gà đẻ. Trong chăn nuôi gà đẻ trứng, ngoài chế độ về nhiệt độ, diện tích chuồng trại, các điều kiện về ánh sáng và nguồn thức ăn cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng quả trứng. Khi áp dụng mô hình chuồng trại lạnh khép kín, ông Hà hoàn toàn chủ động được các điều kiện này trong chăn nuôi, góp phần giúp gà đẻ đúng giờ, chất lượng trứng đồng đều, từ đó giảm được nhân công trong sản xuất. Trong bối cảnh dịch bệnh trong chăn nuôi ngày càng có những diễn biến phức tạp như hiện nay, mô hình chăn nuôi gà của gia đình ông Bùi Thế Hà thực sự là hướng đi mới để bà con nông dân có thêm những tham khảo lựa chọn trong sản xuất. Những cánh rừng sú vẹt ven biển Cồn Đen, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình không chỉ tạo cảnh quan đẹp, bảo vệ môi trường mà còn giúp làm ra những giọt mật ong vàng óng, đậm đà hương biển. Nhờ việc cho đàn ong của mình đi kiếm phấn hoa sú vẹt làm mật ngọt tại các cánh rừng ngập mặn đã giúp anh Nguyễn Văn Hiếu thu được hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cứ vào tháng 4, tháng 5, mùa hoa sú vẹt nở, anh Nguyễn Văn Hiếu lại đưa đàn ong của mình về đặt dưới những tán rừng phi lao ngoài đê biển Cồn Đen. Vụ đầu tiên là hoa vải đến hoa nhãn và cuối cùng mình đến về đây là một sú vẹt. Được cái là tỉnh mình có cái rừng tự nhiên này và cái mật đây là cái hoa phong phú nó không bị nhiễm một cái nhiễm ví dụ như là thuốc bảo vệ thực vật. Đây một vùng này nó biệt lập, đây là một vùng sinh thái biệt lập. Thế nên chúng tôi đem ong ở đây thì con ong nó sẽ là được tốt hơn ở những nơi khác. Đến nay, tại Cồn Đen, anh Hiếu đã có hàng trăm đàn ong cho hàng nghìn lít mật mỗi vụ. Nhờ có bí quyết riêng trong việc chọn giống, chăm sóc và kiểm tra phòng bệnh thường xuyên, nên đàn ong của anh không những cho mật nhiều mà chất lượng mật cũng đảm bảo. Nhờ công dụng dùng làm thuốc chữa nhiều loại bệnh, nên sản phẩm mật ong hoa sú vẹt của anh Hiếu được thị trường rất ưa chuộng. Không chỉ nuôi ong lấy mật, anh Hiếu còn hướng đến phát triển việc nuôi ong gắn với du lịch sinh thái. Cách làm của anh Nguyễn Văn Hiếu không chỉ giúp tận dụng lợi thế rừng ngập mặn tự nhiên của quê hương cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã Giao Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với làng nghề gốm truyền thống có tuổi đời hơn 50 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, có những lúc mai một, nhưng với lòng yêu nghề, sự năng động nhạy bén, những người thợ gốm đã giúp làng nghề đứng vững trên thị trường. Sự phát triển của làng nghề hôm nay có đóng góp không nhỏ của những người phụ nữ làm nghề gốm. Về Gia Thủy,
không khó để bắt gặp hình ảnh những phụ nữ tham gia làm gốm ở tất cả các công đoạn, từ lọc đất, làm dẻo đến tạo hình. Công việc vốn vất vả, thường xuyên lấm lem bùn đất, nhưng đối với những người phụ nữ nơi đây, đó là niềm yêu thích, say mê để theo đuổi suốt cả cuộc đời. Hiện Ta Thủy có hơn 50 phụ nữ đang trực tiếp làm nghề gốm, trong đó có 3 chị đã được công nhận là nghệ nhân. Với tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và công việc, các chị cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật vì sự phát triển chung của làng nghề. Với vai trò là tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ phụ nữ cùng phát triển, Hội Phụ Nữ xã đã có các giải pháp để hội viên có thêm tự tin và cơ hội tham gia làm nghề và giữ nghề truyền thống. Để có thể cạnh tranh với những sản phẩm cùng loại, rất cần sự nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa của mỗi phụ nữ làm gốm nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội đồng đội Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã luôn quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng các địa phương triển khai thực hiện đúng đủ các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực của cả cộng đồng trong sự việc chăm lo cho trẻ em trong toàn tỉnh. Sau 6 năm thực hiện chương trình Hành động vì trẻ em tỉnh Nam Định, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành đoàn thể và cộng đồng xã hội, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em đã đạt kết quả tích cực. Các quyền của trẻ em được thực hiện đúng, đủ theo quy định pháp luật, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho trẻ em phát triển toàn diện. 100% trẻ sơ sinh được đăng ký khai sinh đúng theo quy định của pháp luật. Công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được cải thiện. 100% trẻ em dưới 6 tuổi và gần 14.800 trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trẻ em được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và 100% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng theo chương trình tiêm chủng mở rộng. Quyền học tập của trẻ em được quan tâm thực hiện tốt, trẻ em được đi học đúng độ tuổi. Toàn tỉnh có 3.390 trẻ em và gia đình có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp hàng tháng. 154 trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi không nơi nương tựa và trẻ khuyết tật được nuôi dưỡng chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh, Trung tâm Dạy nghề Trẻ khuyết tật. Tỉnh đoàn Hải Dương vừa phối hợp với Hội đồng đội Trung ương và Báo Nhi đồng tổ chức chương trình truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em năm 2019 với chủ đề Hành động vì trẻ em. Xâm hại trẻ em đã và đang là vấn nạn gây bức xúc trong xã hội, để lại hậu quả tác động xấu cả về thể chất và tinh thần đối với trẻ em. Tỉnh Hải Dương đã có nhiều chương trình cụ thể nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em thông qua các hoạt động như giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phòng tránh xâm hại, phòng tránh tai nạn giao thông, tai nạn đuối nước và các tai nạn thương tích khác, tuyên truyền về Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111. Vấn đề đặt ra hiện nay là để bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm hại và tai nạn thương tích, đòi hỏi có sự phối hợp chặt chẽ của cả nhà trường và phụ huynh, đặc biệt là bản thân các em cần phải được trang bị kiến thức và có các biện pháp chủ động phòng tránh trước nguy cơ bị kẻ xấu xâm hại. Tại chương trình này, chuyên gia giáo dục kỹ năng sống của Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nhân dịp này, Câu lạc bộ Kiến trúc và Xây dựng trẻ Hải Dương trao tặng học bổng 20 triệu đồng cho em Bùi Quỳnh Anh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Đinh Văn Tả. Nhà trường cũng trao phần hỗ trợ hàng tháng 10 kg gạo cho 4 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, các trường có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu giúp học sinh có sức khỏe tốt để học tập, tạo được niềm tin, sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Huyện Lương Tài có gần 9.000 học sinh ở hai bậc học mầm non và tiểu học, được duy trì công tác bán trú mỗi năm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường này, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác tổ chức ăn bán trú, thì công tác kiểm soát thực phẩm ngay từ đầu vào cũng như tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị cung cấp thực phẩm cũng là những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Để trẻ em được phát triển một cách toàn diện, cần có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ hơn nữa giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường học cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý khi có tình huống xảy ra. Là một trong 3 địa phương của tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2013, đến nay xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh được chọn để triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Để tiếp tục thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, Hội Phụ Nữ xã đã có nhiều mô hình hay sáng tạo như hạn chế sử dụng túi ni lông, chủ động phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, được hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Những chiếc làn nhựa giờ đây đã trở thành vật dụng quen thuộc đối với nhiều chị em phụ nữ ở Khánh Thành mỗi khi đi chợ. Không chỉ tiện lợi gọn gàng mà việc sử dụng làn nhựa và những vật liệu thân thiện như lá dong, lá chuối là một trong những hành động thiết thực hiệu quả trong việc góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế việc sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt hàng ngày của các gia đình. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài việc duy trì tốt các mô hình ngày thứ bảy sạch, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, Hội Phụ Nữ xã đăng ký với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện công trình đường hoa. Với sự gương mẫu của cán bộ hội trong việc tích cực tuyên truyền vận động tiến hành trồng mẫu tại một số tuyến đường, đến nay phong trào đã thu hút được sự tham gia của cả cộng đồng. Toàn xã trồng được trên 9 km đường hoa, việc chăm sóc cũng được thực hiện thường xuyên, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Để thực hiện có hiệu quả thì cái quan trọng nhất chính là cái ý thức của người dân. Thì chị em thì qua cái công tác tuyên truyền thường xuyên, tuyên truyền về cái công tác bảo vệ môi trường, thế nên chị em đã thay đổi nhận thức và tạo thành cái hành vi, và thay đổi thói quen tạo môi trường xanh sạch đẹp để góp phần xây dựng nông thôn mới. Với sự phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền, cùng với những hoạt động hiệu quả thiết thực của Hội Phụ Nữ xã Khánh Thành, phong trào bảo vệ môi trường có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ hội viên và nhân dân. Các hoạt động như đổ rác đúng nơi quy định, tích cực trồng hoa, làm đẹp cho cảnh quan và môi trường sống đã trở thành việc làm thường xuyên, góp phần thiết thực trong phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Những năm gần đây, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0 gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu luôn được đẩy mạnh và có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 3 tiêu chí không tệ nạn xã hội, không ô nhiễm môi trường, không lãng phí hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang được nhân dân tích cực thực hiện. Tổ an ninh trật tự an toàn giao thông của phường Phùng Trí Kiên được thành lập năm 2012, trong đó tổ an ninh trật tự có 27 thành viên, tổ an toàn giao thông có 5 thành viên tham gia. Tổ thường xuyên ra quân tại các nơi trọng điểm, tuyên truyền nhắc nhở cho bà con ký cam kết không lấn chiếm lòng lề đường, không tàng trữ mua bán trái phép chất cấm. Đến nay, 5 trên 5 tổ dân phố của phường đều thành lập được tổ an ninh trật tự. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự an toàn tại địa phương của phường được ổn định. Trên tinh thần kêu gọi của cấp trên, anh em chúng tôi tự nguyện thành lập ra những cái tổ đấy để đi hoạt động, giúp dân làm sao nhắc nhở bà con trong làng xóm, làm sao an ninh cho nó tốt. Nghĩa trang đồng bộ của phường Dị Sử được xây dựng với diện tích 3 hectare, tổng kinh phí xây dựng 12 tỷ đồng nhờ xã hội hóa từ nguồn đóng góp của nhân dân địa phương, con em xa quê và các nhà hảo tâm. Nghĩa trang đã đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của bà con nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, Dị Sử không chỉ thực hiện tốt việc xây dựng nghĩa trang đồng bộ mà 100% người qua đời đều thực hiện hỏa táng. Trong cái quá trình mà chôn cất người mất mà qua đời thì là đảm bảo coi như là vấn đề vệ sinh môi trường, mà đối với khu vực nghĩa trang mới hiện nay đưa vào sử dụng là đạt 100% là đối với cả cái trường hợp mà hỏa táng qua đời đưa coi như là về nghĩa trang mới chôn. Những năm gần đây, phong trào thi đua khu dân cư 3.0 đã có hiệu quả rõ rệt. Hầu hết các xã phường thực hiện hỏa táng đối với những người thân qua đời đạt trên 80%, thực hiện nếp sống mới văn minh tiết kiệm, không còn hủ tục rườm rà. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã, phát thùng, nắp đậy và hướng dẫn 9.000 hộ dân thực hiện phân loại rác và xử lý rác thải tại gia đình. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ và bảo vệ môi trường, Hội Nông dân tỉnh Nam Định đã xây dựng mô hình điểm phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ, làm phân bón tại hộ gia đình ở xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. Mô hình điểm phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình được Hội Nông dân triển khai từ tháng 5 năm 2018 tại xã Hải Lý, huyện Hải Hậu với 112 hộ tham gia. Để hỗ trợ địa phương triển khai mô hình, Hội Nông dân tỉnh ký kết với Công ty Đầu tư Nông nghiệp Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Công nghệ Vi sinh và Môi trường đầu tư 112 thùng ủ rác thải hữu cơ và 360 gói chế phẩm giao cho các hộ tham gia thực hiện mô hình.
Rác thải hữu cơ sau khi phân loại và đưa vào thùng ủ, bổ sung thêm chấu và chế phẩm imix từ 30 đến 40 ngày trở thành phân bón hữu cơ có ích cho cây trồng. Trong quá trình phân hủy chất thải hữu cơ thành phân bón không gây ô nhiễm môi trường. Qua quá trình triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường của địa phương. Với cách làm đơn giản, không tốn kém và phù hợp với tình hình thực tế tại các vùng nông thôn, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình ra toàn xã Hải Lý cũng như tại các địa phương khác trong toàn tỉnh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và quá tải cho các bãi rác tập trung, giữ gìn bảo vệ môi trường sống an toàn, xanh, sạch, đẹp. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc tổ chức diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với nhiều lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại cơ sở được xem là một trong những hoạt động thực tế hữu ích, giúp các đơn vị tiếp cận sát hơn với các tình huống để có hướng xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Dự báo trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng kéo dài và đang bước vào mùa mưa bão lũ lụt là điều kiện để một số loại vật liệu như bông vải sợi, xăng dầu, khí đốt gia tăng khả năng bắt cháy. Nhu cầu tiêu thụ điện, thiết bị điện tại cơ quan doanh nghiệp hộ gia đình tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải, gây nên nguy cơ cháy nổ. Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nam Định yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan doanh nghiệp trong tỉnh chỉ đạo phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức huấn luyện thực tập thoát nạn thoát hiểm cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, dân phòng, cán bộ công nhân viên và người dân khi có tình huống xảy ra. Tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các khu cụm công nghiệp, khu dân cư trọng điểm, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, khẩn trương khắc phục những tồn tại thiếu sót về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tại chỗ, không để bị động bất ngờ, chủ động xử lý các tình huống ngay sau sự cố cháy nổ, tai nạn sự cố xảy ra và kịp thời thông tin cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được hỗ trợ. Nếu có thời gian dạo một vòng trên các tuyến phố ngõ hẻm trên địa bàn thành phố Hải Dương, hình ảnh dễ bắt gặp là tình trạng dán quảng cáo bừa bãi trên tường, trên các cột điện, trên thân cây và cột biến áp. Thực tế này gây mất mỹ quan đô thị, để lại hình ảnh không đẹp trong lòng du khách khi đến với thành phố Hải Dương. Lập lại trật tự và quản lý quảng cáo giao vặt bôi bẩn đô thị đã đến lúc cần phải có giải pháp quyết liệt từ chính quyền các cấp và ý thức của người dân. Cho vay, thông bè phốt, sửa chữa điện tử, gia sư là những nội dung chủ yếu của các quảng cáo giao vặt và nhiều nhất vẫn là những quảng cáo về tín dụng đen. Trên thực tế, hình thức quảng cáo nói chung và quảng cáo giao vặt nói riêng là phương thức truyền tải thông tin nhanh nhằm mang lại hiệu quả cho các tổ chức, cá nhân cung cấp sản phẩm dịch vụ. Tuy nhiên, do đặc thù là hoạt động quảng cáo không cấp phép nên giao vặt ngoài trời xuất hiện ở mọi nơi trên từng khu phố, ngõ xóm của đô thị. Chỉ là mất lịch sự, thiếu văn minh. Vừa xấu vừa ấy. Không biết làm thế nào được. Xã hội nó là thế, mà đây toàn dán trộm thôi. Cứ lửa đêm ra, 10 giờ, 10 giờ. Hầu như ở đây là người ta đi ngủ hết rồi, bây giờ nó mới ra nó dán. 11 giờ đêm bây giờ mới dán. Sáng ra phát đã thấy, 3 giờ sáng tôi dậy tôi bán hàng, đã thấy có dán đấy rồi. Đã có những thời điểm thành phố Hải Dương, ngành điện và đoàn thanh niên ra quân xóa bỏ các quảng cáo giao vặt được viết, vẽ, dán trên tường, các cột điện, trạm biến áp. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn, các vi phạm lại tái diễn, quảng cáo lại trồng quảng cáo và bộ mặt đô thị lại tiếp tục bị bôi bẩn. Một trong những lý do khiến hoạt động quảng cáo giao vặt chưa được xử lý dứt điểm là sự vào cuộc thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương và các đối tượng dán quảng cáo thường lợi dụng lúc đêm tối hoặc những thời điểm vắng người qua lại để thực hiện hành vi này. Sự thiếu ý thức của một số tổ chức cá nhân có nhu cầu quảng cáo giao vặt đã và đang tác động trực tiếp đến môi trường văn hóa, cảnh quan thiên nhiên đô thị. Thành phố Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là đô thị loại 1. Vì thế, nạn quảng cáo rác bôi bẩn bộ mặt đô thị đã đến lúc cần phải bị dẹp bỏ để đô thị Hải Dương sáng, xanh, sạch đẹp, không chỉ còn là khẩu hiệu. Mới đây, Công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Luật, sinh năm 1985, trú tại thôn Bắc Thượng, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy qua địa bàn tỉnh Hà Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đêm ngày 23, rạng sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, Công an thành phố Phủ Lý, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an,
đã bắt quả tang Trần Văn Luật đang vận chuyển trái phép ma túy từ Sơn La vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ trên xe ô tô biển kiểm soát 30F10669. Qua khám xét, lực lượng công an phát hiện trên xe ô tô của đối tượng có 10 bánh heroin được giấu ở ghế phụ, một khẩu súng quân dụng K-59, 8 viên đạn, một dao găm, một côn nhị khúc và 16 triệu đồng. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai nhận trở thuê cho một đối tượng ở thành phố Sơn La vào thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với tiền công là 50 triệu đồng. Hiện công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.